Chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình tiếp tục đến cái bo này, đúng không? Bo này thì mình sẽ có một số video, đó chính là một cái video để mình xác định được tất cả các chân của con IC công suất này. Là một. Cái video tiếp theo là video mình sẽ hướng dẫn các bạn lần cái mạch bảo vệ quá dòng trên con IC công suất này nhé. Đấy, hoặc là bảo vệ mất pha đấy. Thì mạch bảo vệ quá dòng của mình ý, thì mình bắt đầu lần từ cái chân con IC công suất này, chân nối mát và IC công suất này. Thường thường con IC công suất này không nối mát trực tiếp, mà nó sẽ nối mát qua một con IC, một con điện trở khoảng độ 0, mấy ohm thôi. Nhưng con này của mình là 0,1 ohm này, 5W là rất nhỏ, đúng không? Đây, bắt đầu lần nhá. Để lần nó thì các bạn cần mình cho mình một cái đồng hồ, đồng hồ kim nhá. Để mình lần. Tuy nhiên các bạn chân chỉnh về không rồi. Trước tiên mạch bảo vệ quá dòng của con này, của con này đúng không, thì nó chính là các cái chân mà nối mát của con IC công suất này. Thì các bạn nhìn này, nối mát của IC công suất đúng không, đây chính là chân 1 này, chân 11 này, chân 1, chân 2 và chân 11 này các bạn này. Tương ứng với chân nối mát của ba con IC, con sò công suất trong này. Đấy, thì chân này sẽ đi vào cái con điện trở này này, thì nó có điện trở trắng này, một đầu điện trở trắng nối mát này. Đấy, tiếp theo này, chân mà tại chân 1, 2 và chân 11 này nó sẽ hồi về như các bạn nhé, hồi về qua con R329 này vào chân số 2 này. Đấy, và tiếp tục đi vào đầu con R331 thì mình từ sau nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ lại thì mình sẽ được như thế này các bạn này. Nếu mình vẽ lại thì mình sẽ được như thế này. Đây, con đi xem suốt này, trước khi đi nối mát này sẽ đi hồi tiếp qua con R329 này, đi về chân số 2 của con IC. Con này là IC LM358 các bạn nhé, LM358 này, đúng không? Thì bây giờ mình phải kiểm tra xem chân số 2 của con IC LM358 là nó là chân gì. Bây giờ mình sẽ tra nó ra nhé. Sẽ tra nó ra. Đây, mình vào lên mạng mình tra nhé. LM này 358 này, con này nó ký hiệu là A358, LM với A thì như nhau các bạn nhé. Đấy, mình tra xong bạn ấn sau phần hình ảnh nhé. Đấy, thì nó sẽ ra hình dáng của con IC này, dán và cắm này. Thì đây chính là con IC LM358 của mình khi nó ra cái dạng sơ đồ như này, cái đại hạch toán như này. Đây là LM358 này, đây là LM358 đây các bạn thấy không? Đây là một số cái cấu tạo bên trong của nó. Ví dụ như con này đúng không? Nó vào chân số 2 của IC LM358 đúng không? Chân 2 này chính là chân input trừ, chân nuôi dấu trừ. Chân 3 là chân dấu cộng nhá. Thì đây, bây giờ mình sẽ đánh dấu nó vào trong cái mạch. Chân 2 là chân trừ nhá. Đấy. Chân 3 này sẽ là chân cộng này. Chân out này, chân out nó chính là chân số 1 này các bạn thấy không? Chân số 1 này. Đấy. Như vậy là bên trong con IC LM358 này của mình thì sẽ có hai cổng khuếch đại thuật toán. Thì đối với cái mạch này của mình thì nó đang sử dụng một cổng của khuếch đại thuật toán nhé. Dùng một cổng như đây. Chân 2, chân 3 và chân 1 này, nó nằm một cổng khuếch đại thuật toán. Thì bây giờ trước tiên là chân 2, đúng không? Tín hiệu của mình này đi qua con R329 này, các bạn thấy không? Đi qua con R329 này, đi vào chân số 2 của IC nhé. Chân 1 là chân da rồi. Bây giờ mình sẽ lần xem chân 2 nó còn đi đâu nữa hay không, bằng cách là mình sẽ xuống dưới mặt dưới để xem chân 2 của con LM358 này nó còn đi đâu không. Đây, mình sẽ đo nhé, dùng đồng hồ mình đo. Đấy, thì mình lần xuống mặt dưới mình thấy là chân 2 nó không đi đâu nữa các bạn. Nó đi 2 chấm này, sau dừng này, không đi đâu nữa thì thôi mình không đi tiếp nhá. Tiếp tục này. Cái này của mình ý, khuếch đại toán này của mình có 3 cổng các bạn. Và chân nguồn, chân mát, chân nguồn nó chính là chân số 8 của IC này. Chân mát nó chính là chân số 4 của IC này. Nguồn nối mát mình không cần phải đi nhá. Thì mình chỉ nhớ là chân nguồn là chân số 8 này. Đây là nguồn 15V này. Chân 4 nó là chân mát này. Được chưa? Đấy, vậy coi như là tín hiệu này vào chân số 2 đúng không?
ra chân số 1 đúng không? Ra chân số 1 rồi. Thì chân số 1 này nó hồi tiếp về chân số 2 qua con R331 này. Đấy, nó hồi tiếp về nhá. Chính là con điện trở này các bạn. Con điện trở bên cạnh này. Đấy, con điện trở ngay bên cạnh. Các bạn thấy không? Vào chân 2C này. Ra chân 1 này. Hồi tiếp về qua R331 này. Đấy, tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem chân 1 đi về đâu nhé. Chân 1 IC đây này. Chân 1 IC này. Mình sẽ sử dụng đồng hồ kim để mình kiểm tra xem nó đi về đến đâu. Chân 1 đúng không? Thì bây giờ các bạn đo thông mạch này. Các bạn nhìn này. Đo thông mạch này. Nó bên trên này không còn đường đi nữa. Thì bây giờ bạn đo thông mạch xuống dưới. Các bạn thấy không? Bên trên giờ hết đường đi rồi này. Nó đi đến đây nó dừng rồi này. Các bạn thấy không? Thế bây giờ nó có cái chấm nhỏ nhỏ này. Bây giờ mình sẽ đi theo chấm nhỏ xuống dưới nhá. Này, đo thông mạch xem nó xuống chỗ nào dưới này. Đây, nó đi ra đây này các bạn này. Đi ra cái rắc nối này. Đấy. Và bây giờ mình bắt đầu mình lần tiếp bỏ điện thoại. Mình lần tiếp cái rắc nối xem đi đâu nhá. Cái dây này này. Dây này đúng không? Nó đi ra đâu? Đấy, đi ra cái chấm trên này các bạn này. Đấy, chấm trên này. Đấy, bây giờ mình sẽ lần ngược lên phía trên. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đo này, đo thông mạch này. Chân 1 này đang thông ra mấy cái chấm ở đâu đây này. Đây các bạn nhìn này. Nó thông vào đầu con R330 các bạn này. R330 này. Đấy. Bây giờ mình đo đồng hồ mình sẽ thấy nó lên kim. Các bạn thấy không? Đây là con R330 của mình. Thông ra đây. Đấy chính là đầu con R330 này. Đấy, chân này mình đo thông mạch thì nó mình đo thấy thông ra chân số 1 này. Đấy, tức là chân 1 sẽ đi về đây. Đấy, bây giờ mình tiếp tục này, xem chân còn lại của R330 đâu nhá. Chân còn lại của R330 này. Bây giờ mình sẽ đo. Đo trước tiên là mình sẽ đo xem nó có nối xuống mát hay không. Được chưa? Nếu nối mát thì không đi tiếp nhá. Nếu nối nguồn không đi tiếp. Đúng không? Mát thì đây. Ra chân giữa của 7805 này. Không nối nhé bạn nhé. Nguồn thì là chân này này. Không nối ra nhé. Không nối nguồn 5V. Nguồn 15V chắc chắn nó sẽ không nối ra rồi. Đây, đây là nguồn 15V không nối rồi đúng không? Đây bắt đầu mình sẽ đo lần này. Mình sẽ đi về chân này của IC này các bạn này. Về chân số 33 của IC. Đây chân số 33 của IC nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vẽ ra. Chân số 33 của IC vi xử lý công suất nhé. Đấy, nó về chân số 33 của IC vi xử lý công suất. Theo rồi, các bạn này, kiểm tra này. Lúc đấy là đi qua con này là con đi qua con R330 đúng không? Đây phải có một con điện trở R330. 330 nha. Thì đầu bên kia R330 các bạn lần xem còn đi đâu không? Các bạn nhìn này. Đây này, đầu bên này của R330 này, các bạn hãy đo này, thông mạch thử này. Xem nó còn đi đâu không nhá. Nó đi ra xem nó còn đi đâu không. Các bạn thấy không? Nó đi ra con tụ này, con tụ CC310 này. Đầu còn lại con tụ này này thì nối mát các bạn thấy không? Đấy thì đây nó có một con tụ CC310 nối mát. CC310 nối mát. Đấy. Thế bây giờ cái cổng của con này ấy, vậy là mình đã lần được này. Lần được tín hiệu của mình này. Đúng không? Tín hiệu của mình này sau khi đi qua xem suất nó còn thừa lại đây. Nó sẽ đi vào chân số 2 này ra chân số 1 đúng không? Vậy còn chân số 3, số 4, chân số 3 là sao? Đúng không? Bây giờ mình tiếp tục mình đi chân số 3 nhá. 3 của IC là M338. Chân này chính là chân tạo một cái đế áp cố định để so sánh với chân số 2 này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo, các bạn không cần nhìn đồng hồ nhá. Bây giờ mình sẽ nói cho bạn xem luôn này. Chân 1, chân 2 đây, chân 2 đây đúng không? Chân 2 đây.
nó thông ra góc này này các bạn này. Đó. Chân ba đây, chân ba thông ra đây này các bạn này. Thông ra đây này, thông qua một số linh kiện đây này. Ở chỗ nhỏ nhỏ đây này. Đấy, mình đo đồng hồ nhá các bạn, nhìn mình đo thôi các bạn không cần phải không cần phải nhìn đồng hồ nhá. Chân ba này. Các bạn nhìn này, thông ở đây này. Đấy, thông ở chỗ này là 1 này. Thông ở chỗ này là 2 này. Thông ra chỗ này là 3 này, thông cho 3 con điện trở này, 2 điện trở này và 1 con tụ này. Tiếp tục này. Này nó thông cho cả con này này các bạn này. Phải nguyên một hàng này, chân số 3 thông nguyên một hàng này luôn nhé. Đấy, thông qua một con trở, à một con tụ, 3 con trở. Đấy, bây giờ mình bắt đầu đo này. Thứ nhất là con điện trở thứ nhất này, con điện trở đầu tiên này, xem đi đâu. Thứ tiên là mình sẽ đo nó xem nó xuống mát không nhá. Mát này, xem xuống mát không, đo xem xuống mát không. Không xuống mát này. Con trở ngoài cùng này xem đo này xem đi đâu này. Không nối mát này. Con trở ngoài cùng này thì nó nối lên đường nguồn 5V các bạn ạ. Nối đường nguồn 5V nhá. Con này nối đường nguồn 5V. Thế thì bây giờ mình vẽ vào sơ đồ thì nó sẽ như thế nào. Đây. Nó có một con điện trở đúng không? Mình đưa hẳn ra ngoài này. Có một con điện trở nối đường nguồn 5V. Đấy, nối đường nguồn 5V. 5V nhé. Tạm thời dừng đây. Tiếp theo này. Con trở đấy nó tiến ký hiệu là con R327. R327 của mình nhé. R327 này. Tiếp tục ở đấy vẫn còn 3, còn 2 con trở nữa và 1 con tụ đúng không? Thì bây giờ mình lại đo. Bên trong này nó còn 2 con trở và 1 con tụ. 2 con trở này bây giờ mình đo này. Nó thông với nhau này. Và con tụ này cũng thông với nhau này. Tất cả thông nhau và thông với mát này. Bạn thấy không? Thế thì hai con trở này là R326, R328 và CC312. R326, R328 đúng không? C312. Đấy, đây là cái mạch của nó này. Thế bây giờ điện áp 5V đi vào con R327 của mình, nó là con điện trở 200K. Con này là 200K này. R326 này của mình 20K. R328 này của mình cũng là 200K. 200K nha các bạn nhé. Đấy. Thì đây chính là cách để các bạn lần một cái mạch bảo vệ quái dòng trên một con bo máy giặt hoặc điều hòa bất kỳ, đúng không? Bo máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, inverter bất kỳ. Đó chính là này. Điện áp sau khi mà con IC thoát mát qua con điện trở R522 này, con này của mình là 0,1 ohm. Thì bắt đầu nó sẽ đi qua này, đi qua một con điện trở nhỏ này để đi về một chân của IC khuếch đại thuật toán. Đấy. Đi về một chân của IC khuếch đại thuật toán để nó so sánh với một chân còn lại. Chân còn lại này nó cố định rồi. Đấy, chỉ có chân số 2 thay đổi thôi. Tín hiệu bắt đầu, nếu mà trường hợp mà con IC công suất này làm việc quá tải này, sẽ đi vào chân số 2 này. Đấy, bắt đầu nó sẽ đi ra chân số 1 cao hơn bình thường chẳng hạn, đi về chân số 33 vì xử lý hiểu được là con IC làm việc quá tải, bạo lỗi, không cho làm việc nữa. Đúng không? Thì cái tín hiệu ra trên số 1 này này, nó lớn hay nhỏ này con phụ thuộc vào nhà sản xuất. Nhà sản xuất người ta sẽ dùng một con điện trở R331 để hồi về chân số 2 này. Để hồi về chân số, để ra lớn chân 1 sẽ lớn để hồi về chân số 2 này. Để làm nhiệm vụ là hồi tiếp âm. Đấy, tín hiệu ra đây mà lớn quá nó sẽ hồi về chân số 2 này và tín hiệu ra sẽ nhỏ đi. Đấy. Tín hiệu của mình đi qua con R330 vào chân số 33 này của IC vi xử lý này. Lúc này nếu mà một số nguyên nhân gây ra hiện tượng là mất điện áp ở chân số 33 này là do chập con tụ C3310 này. Giờ là gây ra mất này. Đấy, mất áp này. Hoặc là đứt con R329 này. Thì chân 2 sẽ nhỏ hơn chân 3 và gây ra mất áp đây này.
đứt con R327 này thì làm cho chân 3 này với chân 2 này nó sắp xỉ bằng nhau, thì nó cũng ra đây mất thấp này. Mất nguồn 15V. Đúng không? Mất nguồn 15V. Đấy, còn một số nguyên nhân gây ra điện áp vào chân 33 cao quá này. Đứt R331. Đứt R331. Đứt R326, R328, một chập C312. Đấy cũng làm cho điện áp ra đây cao quá nha. Rồi. Bài này của mình là hướng dẫn các bạn là có thể là lần được cái mạch bảo vệ quá dòng trên tất cả các thiết bị điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, inverter. Chúc các bạn làm thành công nhé.